Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, ở hạ lưu sông Bắc Giang, Quảng Đông vừa qua phải đối mặt với trận lũ mạnh nhất, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong những ngày qua và lượng nước từ thượng nguồn đổ về. Tính đến 19 giờ ngày Chủ nhật, mực nước sông của 53 trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh đều vượt mức cảnh báo. Tình hình lũ lụt rất nghiêm trọng. Kể từ ngày hôm qua, trận lũ lụt số 3 đã xảy ra trên sông Bắc Giang và mực nước của dòng chính tiếp tục tăng. Trạm Si Giao dự kiến sẽ hứng chịu dòng chảy đỉnh lũ 204.000 m khối mỗi giây, xuất hiện một lần trong một thế kỷ vào khoảng ngày thứ hai tới. Trận lụt lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang. Để đối mặt với trận lũ mạnh nhất, Trung tâm Phòng thủ sông Châu Giang đã nâng cấp hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp 2 với phòng chống lũ lên cấp 1 vào lúc 22 giờ ngày thứ Hai. Trước tình hình kiểm soát lũ nghiêm trọng, Quảng Đông đã điều động một cách khoa học 13 dự án cấp nước bao gồm hẻm núi Len Trang, hẻm núi Phê Lai và Quan Tô để kiểm soát lũ, giảm đỉnh và dịch chuyển đỉnh. Giám sát an toàn các công trình kè Dushawe và Hetuwe chuẩn bị cho việc sử dụng Đa Trangwe. Đặc biệt là công tác điều động nhân sự, điều động khẩn cấp các vật tư phòng chống lũ lụt và cứu hộ như xe cứu hộ thoát nước, xuồng cao su, xuồng xung kích, hỗ trợ các khu vực bị thiên tai, cử 9 nhóm công tác, 2 đội cứu hộ đã đến Shawan, Kingwan và các thành phố khác để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho công tác kiểm soát lũ lụt và cứu hộ. Các thành phố Shawan và Kingwan đã cải thiện khả năng bảo tồn nước và ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 1. Các sở bảo vệ nước địa phương đã phát huy tinh thần chiến đấu liên tục, tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập nước dọc theo sông Bắc Giang trong khu vực pháp lý của họ và hỗ trợ chính phủ địa phương để làm tốt công việc chuyển giao mọi người để tránh nguy hiểm trước, liệt kê và thực hiện nhiệm vụ xử lý tại chỗ 3 người thiếu trách nhiệm. Cơ quan quản lý lưu vực sông Bắc Giang của tỉnh Quảng Đông đã tổ chức một đội để thiết lập vững chắc ý tưởng sông lên sớm và nhỏ khi gặp nguy hiểm, tập trung vào việc kiểm tra đoạn Kinh Trang của kè Bắc Giang và thành lập trước một đội cứu hộ chuẩn bị đủ vật tư, lực lượng cứu hộ. Bảo vệ nghiêm ngặt các công trình mới và đang xây dựng ven sông. Qua các công trình kè để đảm bảo an toàn cho công trình kè, Cục Thủy văn tỉnh đã cử 45 đội khẩn cấp để hoàn thành 893 cuộc quan trắc thủy văn. Hệ thống thủy văn của tỉnh đã ban hành tổng cộng 610 cuộc họp giao ban thủy văn, 590 báo cáo nhanh, 323 dự báo và cảnh báo và hơn 260.000 mẫu tin nhắn nhanh, tin nhắn ngắn. Tính đến nay, Chi cục Thủy lợi các thành phố trên toàn tỉnh đã cử hơn 6.500 tổ công tác với tổng số khoảng 32.000 lượt người, cử khoảng 50.000 lượt người đi kiểm tra các hồ chứa 15.000 lượt người và 55.000 lượt người đi kiểm tra 57.000 đoạn kè. Hơn 24 triệu trận lũ và 497 con sông cao hơn mức cảnh báo. Thưa quý vị, kể từ tháng 6, nhiều nơi ở Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn. Theo số liệu chính thức mới nhất, 497 con sông trên cả nước đã ngập trên mức cảnh báo. Zhou Wenchuan, Tổng thư ký trụ sở quốc gia kiểm soát lũ lụt và hạn chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã tiết lộ dữ liệu tại cuộc họp giao ban chính sách thường kỳ của Hội đồng Nhà nước về kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai được tổ chức hôm vừa qua. Ông cũng cho biết 45 con sông đã vượt quá mức nước đảm bảo và 19 con sông đã trải qua những trận lũ lụt lớn nhất từng được ghi nhận. Chủ yếu ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Giang Tây đã xảy ra lũ lụt thảm khốc. Kể từ đầu năm nay, thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng đến 31,805 triệu lượt người với thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 67,76 tỷ nhân dân tệ. Trong số những thảm họa lũ lụt gần đây, Jingde là một thành phố cấp quận thuộc quyền quản lý của Kingwan, Quảng Đông, thu hút sự chú ý nhất. Thị trấn ít được biết đến này đã bị ngập lụt hai lần trong một tháng vừa qua. Một đoạn video được lan truyền trên mạng vừa qua cho thấy toàn bộ thị trấn Jingde của quận này chìm trong nước và tòa nhà 4 tầng ngập đến nóc. Vậy tại sao Jingde lại bị lụt nghiêm trọng như vậy? Ông Wang Weilu, một chuyên gia về bảo tồn nước của Trung Quốc sống ở Đức, nói với các phóng viên của South China Morning Post hôm vừa qua rằng Shawan và Jingde nằm trên bờ sông Beiyang, một trong ba con sông quan trọng nhất ở đồng bằng sông Châu Giang.
có hai hồ chứa lớn ở thượng lưu Thiều Quan và có nhiều hồ chứa nhỏ trên các nhánh sông. Có một hồ chứa Felacia ở hạ lưu thành phố Dinh Đê, hạ lưu Thiều Quan, nó được gọi là dự án Tam Hiệp trên sông Bắc Giang. Hồ chứa nước Felacia nằm ở ngã ba của thành phố Kinh Quan và thành phố Dinh Đê. Khi lũ đến, hồ chứa Lenchancia và hồ Nasui ở thượng nguồn Thiều Quan đã bắt đầu xả lũ. Mưa lớn và lũ khiến mực nước ở trung lưu sông Bắc Giang dâng cao. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, mực nước lũ ở thành phố Dinh Đê lên tới 37,1m trên mực nước biển, cao hơn mực nước cảnh báo 11,26m ở Dinh Đê. Dinh Đê bị ngập cao 3 hoặc 4 tầng. Wang Weilu nói, người dân Dinh Đê hy vọng rằng hồ chứa Felacia sẽ xả lũ càng sớm càng tốt. Bộ Chỉ huy Bộ đội 3 tỉnh Quảng Đông đã nói với người dân ở Dinh Đê rằng nước trong hồ chứa Felacia không thể xả được vì nước lũ sẽ được đổ về Quảng Châu. Ông cho biết hậu quả là không thể tưởng tượng được. Tôi hy vọng người dân Anh và Đức có thể hiểu được. Vốn dĩ mực nước dâng là một quá trình tự nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào đập của hồ chứa. Nếu đập xả nước sẽ tạo thành lũ, lũ vừa phải ở trung lưu, hẻm núi Felai ở hạ lưu bị kẹt lại đây nên đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Vậy thì tại sao dự án kiểm soát nước Lenchancia và hồ chứa Nasui ở thượng nguồn Thiều Quan lại phải xả lũ khẩn cấp trong mùa lũ này? Wang Weilu cho biết. Bản thân hồ chứa có vấn đề an toàn riêng, vì vậy khi mùa lũ hàng năm đến, Đảng Cộng sản Trung Quốc làm nhiệm vụ đầu tiên mà nó giao cho tất cả 100.000 hồ chứa bên dưới là đảm bảo rằng hồ chứa bạn đang ở có thể đi qua mùa lũ năm nay một cách an toàn. Đây là ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tự bảo vệ cuộc sống của chính mình, đó là nhiệm vụ đầu tiên của chính quyền ở đây. Còn phải nói gì về thủy lợi và những việc cần làm, đó là thứ hai. Trong số 100.000 hồ chứa ở Trung Quốc, 80% là nó không an toàn và chất lượng của kỹ thuật là một vấn đề đáng ngờ. Những người dân bị thiên tai đã nhiều lần đặt câu hỏi tại sao chính quyền không thông báo trước cho họ chuyển tài sản và cho phép họ chuyển đi an toàn trước khi xả lũ. Wang Weilu cho rằng có hai lý do để không thông báo trước về việc xả lũ. Một là việc quản lý hồ chứa của Trung Quốc là một hệ thống hợp đồng. Tiền lương cơ bản của cán bộ công nhân viên hồ chứa là nguồn tài chính của nhà nước. Tiền lương thường phụ thuộc vào lợi ích vận hành của hồ chứa như sản xuất điện, bán nước, nuôi cá, v.v. Các nhà khai thác luôn muốn giữ nước mà không muốn xả nước ra ngoài. Và khi lượng mưa kéo đến, có nguy cơ vỡ đập nên họ phải xả nước khẩn cấp. Ví dụ năm nay, Quảng Châu, Thâm Quyến và Hồng Kông đều thiếu nước và quản lý nước rất chặt. Nước trong hồ chứa rất có giá trị. Ngoài ra, vị này cho rằng, nếu tôi nói tôi bảo xả lũ qua cửa nhà anh, lũ tràn vào nhà anh thì anh đòi ai bồi thường? Ai báo cho anh thì anh đòi ai, phải không? Nếu làm thế này là một thảm họa tự nhiên, bạn yêu cầu ai bồi thường? Không ai trả tiền cho cả. Họ luôn gọi nó là một thảm họa tự nhiên và bạn sẽ không bao giờ tìm thấy người chịu trách nhiệm cho tai nạn đó và nó sẽ không phải trả. Wang Weilu cho rằng dung tích của dự án Tam Hiệp trên sông Bắc Giang trong hồ chứa Felicia chỉ bằng 5% lưu lượng hàng năm của sông Bắc Giang. Dung tích hồ chứa nhỏ như vậy không đủ khả năng đối phó với lũ lớn. Nó không có nghĩa là một hồ chứa có thể ngăn lũ lụt. Theo thống kê chính thức, khoảng 400.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở thành phố Dinh Đê, hơn 30.000 người đã phải chuyển đi. Từ đầu mùa lũ đến nay, thiệt hại kinh tế trực tiếp của nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản do lũ lụt ở Dinh Đê đã lên tới 482 triệu nhân dân tệ. Trong đó, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 206.600 ha, trong đó có 74.084,8 ha lúa, thiệt hại với kinh tế là 246 triệu nhân dân tệ. Mưa xối xả ở Huệ Châu, Quảng Đông đã gây ra lũ quét trong vài ngày. Vừa qua, một cặp vợ chồng và chiếc xe của họ đã bị nước lũ cuốn trôi ở quận Bolu, Haiju và hiện vẫn chưa rõ tung tích của họ. Theo báo cáo toàn diện của Lu, thảm kịch xảy ra vào sáng ngày thứ Tư vừa qua, trên cầu Shinkun ở làng Đông Giao, thị trấn Hanghe, Bolu, chiếc ô tô do một cặp vợ chồng điều khiển đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi trên ô tô khi xảy ra tai nạn. Theo báo cáo, chính quyền thị trấn Hanghe xác nhận rằng thực sự có một cặp vợ chồng trong chiếc xe ô tô bị cuốn trôi. Một nhân viên của đội cứu hỏa và cứu nạn quận Bolu tiết lộ, tính đến 18 giờ ngày thứ Tư, đội vẫn chưa tìm thấy chiếc xe và vợ chồng nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Theo tin tức từ tối ngày thứ Tư, chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi đã được trục vớt lên bờ, nhưng hai vợ chồng trên xe vẫn chưa được tìm thấy. Theo tin tức do Cục Khí tượng hạt Bolu đưa ra lúc 3 giờ ngày thứ Tư, lượng mưa tại địa phương trong 3 giờ qua đã lên tới hơn 100mm. Cư dân mạng Đại Lục nói, trông thật đáng sợ, thậm chí có người có cảm giác như đã quá muộn để chạy trong vài giây. Tôi hy vọng mọi người không sao, chiếc xe đã được trục vớt vào chiều nay nhưng không có người nào. Xuống đi, đã một tháng rồi, đừng lên nữa,
lượng mưa lần này thật đáng kinh ngạc và lượng mưa ở Puning là 260. Theo Đài Quan sát Khí tượng Trung ương, dự kiến trong tuần tới sẽ có hai đợt mưa liên tiếp xảy ra ở Nam Trung Quốc và Giang Nam. Trong tuần tới, hầu hết các tỉnh Quảng Tây, Trung và Bắc Quảng Đông, Đông Nam Hồ Nam, Đông và Nam Giang Tây, Tây và Bắc Phúc Kiến, Nam Chiết Giang có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ, có thể mưa rất to cùng lúc. Sẽ có mưa lớn trong thời gian ngắn, dông cục bộ, gió mạnh, mưa đá và các thời tiết đối lưu mạnh khác. Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra thông báo rằng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, dòng chảy của trạm Beijing Xinshao ở lưu vực sông Châu Giang đã tăng lên 13.000 mét khối trên giây vào lúc 11 giờ 30 phút ngày thứ Tư. Đây là trận lụt Bắc Giang số 3 năm 2022. Ngoài ra, Bộ Thủy lợi đã nâng cấp phòng lũ, ứng phó khẩn cấp lên cấp 3 vào 22 giờ ngày thứ Tư. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!